luôn là Midlander số 1 của Việt Nam trước và sau này vẫn vậy. Những gì anh đã làm cho Liên minh Huyền thoại Việt Nam sẽ không bao giờ bị lãng quên. Optimus Legend Never Die. Trời ơi, tao tưởng câu cuối là Levi không á chứ. Vậy đồng bà không à. Má không làm như ông nói vậy tôi sẽ vui lắm vậy á. Ông làm như ông nói vậy là tôi sẽ vui, tôi sẽ hả hê trong lòng vậy đó. Sao người ta có thể nghĩ vớ vẩn như thế được nhờ? Người ta nghĩ là nói như vậy, à nói như vậy ông bảy sẽ vui. Thật buồn cười. Sao mình có thể cười khi mà người ta nói chuyện như vậy được nhờ? Trời ơi mấy ông này mấy ông nghĩ mà ông nói vậy tôi sẽ vui. Đồ quá sao đéo khép miệng nó được ta.